Ngay tại thời điểm tháng 8, khi sầu riêng được thương lái chốt giá mua cao ngất ngưỡng trên dưới 100.000 đồng trên 1kg, chính nhiều nông dân lúc này cũng bày tỏ sự lo ngại về mức giá lúc bấy giờ là không phản ánh đúng giá trị thực tế của trái sầu riêng. Thường thì giá khi mà về đấy đó các thì nó nằm cỡ khoảng 45 đến 55 nghìn thôi. Nhưng năm nay vì là thương lái Trung Quốc sang rất nhiều, cho nên nó có sự cạnh tranh. Và nhiều công ty đặt chân trên địa bàn Đắk Lắk không mua nổi hàng vì cái sự cạnh tranh giá quá cao, nó đẩy lên giá cao, cho nên cái rủi ro là tôi nghĩ là chắc chắn sẽ có, bởi vì nó chỉ là nó không bền vững, cho nên là hy vọng là bà con nên cố gắng làm sao tìm được cái đầu ra nha, cho nó an toàn. Cái rủi ro ở đây là đến khi mà ví dụ như bà con mình chốt giá cao á, mà đến khi mà giá mà nó xuống với cái mức giá mà bà con hợp đồng, thì lúc đó thì thứ nhất là thương lái sẽ neo vườn, thứ hai là thương lái sẽ vô vườn để xin giá, và cái vấn đề thứ ba là người ta chỉ cắt cầm chừng thôi, cắt cầm chừng gọi là cắt chống rụng thôi, còn không thể mà thu hoạch rầm rộ giống như cái giá nó ổn định á. Cho nên nó rủi ro cho. Trong lúc sầu riêng tăng nóng cả về giá cả và diện tích, các chuyên gia liên tục có những khuyến cáo đến các địa phương và bà con nông dân. Cái việc phát triển sầu riêng ở Gia Lai nói riêng và các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên nói chung cần phải có một sự cân nhắc một cách hợp lý, cân đối với các loại cây trồng chủ lực và lợi thế khác ở địa phương. Chúng ta cũng phải tính một cách xa hơn là hiện nay sầu riêng đang rất được giá, nhưng không ai có thể nói trước được 3 năm, 5 năm sau vấn đề gì sẽ xảy ra sầu riêng. Rất có thể lại xảy ra như đối với hồ tiêu, như thanh long mà chúng ta đã gặp phải. Do vậy, nếu như chúng ta duy trì những cái vườn sầu riêng trồng chờ sen với cà phê, với hồ tiêu, thì nó vừa đảm bảo về vấn đề môi trường, vừa đảm bảo vấn đề hiệu quả kinh tế và đảm bảo cái tính bền vững. Hiện tại sầu riêng giảm giá so với một tháng trước. Nguyên nhân được cho là giá sầu riêng tại các chợ Trung Quốc thấp hơn giá tại Việt Nam. Các doanh nghiệp càng xuất càng lỗ nên phải hoạt động cầm chừng. Tại ba vùng trọng điểm sầu riêng của cả nước là Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ đang bước vào thời điểm chính phủ thu hoạch sầu riêng. Cả nông dân, thương lái và doanh nghiệp đang trong tình thế mua không được, bán không xong. Vì mua theo giá chốt cọc trước đó thì thương lái, doanh nghiệp càng mua càng lỗ. Còn về phía nhà vườn, nhiều nơi vẫn giữ theo giá chốt cọc từ 90 đến 100 ngàn đồng trên 1kg. Tránh tình trạng già néo đứt dây để hài hòa giữa các bên, nhiều ý kiến cho rằng lúc này bà con nông dân và thương lái hoặc doanh nghiệp nên bàn bạc thỏa thuận mức giá hợp lý, trả lại đúng giá trị thực của sầu riêng, đảm bảo tiến độ thu hoạch. Vì sầu riêng được thu hoạch đúng tuổi, đủ ngày thì cây khỏe, quả chất lượng. Nếu để quả quá già, chín rụng, giá bán cũng thấp hơn, người dân sẽ bị thiệt hại. Bên cạnh đó, việc quả sầu riêng treo trên cây quá lâu làm ảnh hưởng đến quá trình phục hồi, sinh trưởng phát triển và khả năng đậu quả vụ sau.